Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, người Do Thái luôn khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc trước sự thông minh, tinh tế và sự giỏi giang của mình. Và không chỉ chứng minh được tài năng và sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh, người Do Thái còn khiến mọi người phải nể phục trước lối giáo dục và đối nhân xử thế của mình. Có thể nói, quản lý và giáo dục con người là một vấn đề không hề đơn giản các bạn ạ. Nó đòi hỏi phải có nghệ thuật bởi tính cách của mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Và các câu chuyện của người Do Thái mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ khiến các bạn cảm thấy khâm phục về cách ứng xử của những người thông minh nhất hành tinh. Các câu chuyện đầu tiên có tựa đề là Con sóc đi đâu mất rồi. Có một người đàn ông Do Thái giàu có chia sẻ cho mấy người thanh niên mong muốn đạt được thành tựu trong kinh doanh. Và thay vì nói những lý thuyết suông trong sách vở, ông quyết định kể một câu chuyện như sau. Có ba con chó săn hung dữ đang đuổi bắt một con sóc. Con sóc liền chui vào một cái lỗ ở gốc cây. Cái lỗ ở gốc cây ấy chỉ có duy nhất một cửa, nhưng ngay sau đó có một con thỏ chui ra từ trong lỗ ấy. Con thỏ chạy như bay về phía trước rồi leo lên một cái cây khác. Nhưng con thỏ ở trên cây với sự hoảng loạn, nó đã không đứng vững và thế là bị rơi xuống. Các bạn có biết con thỏ bị rơi vào đâu hay không? Nó rơi trúng vào đầu ba con chó săn đang ngẩng lên nhìn và khiến ba con chó săn hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng thì con thỏ cũng chạy thoát được. Và kể xong câu chuyện trên, người đàn ông Do Thái hỏi, câu chuyện này có vấn đề gì không hỡi các thanh niên đẹp trai? Một người thanh niên lập tức nói, con thỏ thì làm gì biết trèo cây? Một người thanh niên khác lại đưa ra câu hỏi, một con thỏ sao có thể đồng thời đập vào đầu ba con chó săn khiến chúng chóng mặt được? Và cho mãi đến khi không thể tìm ra vấn đề gì nữa, người đàn ông Do Thái mới hỏi, có một điểm mà các cậu chưa đề cập tới, đó là con sóc đi đâu mất rồi? Qua câu chuyện ở trên thì các bạn có thể đoán ra được người đàn ông Do Thái giàu có muốn dạy gì cho những người thanh niên không? Đó là về mục tiêu trong kinh doanh và làm giàu. Mục tiêu là quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì đều phải lấy mục tiêu làm trung tâm. Chỉ có tập trung tất cả sự chú ý lên mục tiêu đó mới có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Nhưng rất nhiều người trong lúc phát triển sự nghiệp thường đem tất cả chú ý đặt vào những mục tiêu nửa chừng như những con thỏ và rồi họ quên mất đi mục tiêu ban đầu. Xa tận 9 tầng mây, đó chính là con sóc. Và kết quả là thành công chưa đến thì đã bị đi lạc hướng mất rồi. Vậy làm sao để có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ trước? Bí quyết thành công xin chia sẻ với các bạn như sau. Có một vài cách bạn có thể biến mục tiêu của mình trở nên cụ thể và có thể đạt được. Để bắt đầu, hãy viết mục tiêu của bạn ra. Điều này sẽ giúp các mục tiêu trở nên thật hơn là chỉ ở trong tâm trí của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn viết nó thật chi tiết. Nếu bạn làm theo phương pháp trên, bạn nên có sẵn một vài mục tiêu cụ thể. Đầu tiên là các bạn hãy trình bày mục tiêu của mình bằng ngôn ngữ tích cực nhé. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy nói gì đó đại loại như là mình sẽ ăn thức ăn tốt cho sức khỏe như rau củ quả và sẽ giảm được hơn 2 cân. Thay vì nói là ngừng ăn quả vặt và hết béo. Tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Nếu bạn có nhiều mục tiêu, bạn sẽ không thể nào thực hiện mọi thứ cùng một lúc. Quyết định xem điều gì cần được thực hiện ngay, điều gì có thể đợi và điều gì thì chưa vội lắm. Cuối cùng là bạn nên giữ mục tiêu của mình vừa đủ để bạn có thể đạt được nó trong một khoảng thời gian hợp lý, thay vì cố gắng suốt nhiều năm trời vì một mục tiêu quá lớn. Nếu bạn có một mục tiêu lớn lao, hãy chia nó ra thành các mục tiêu nhỏ hơn để bạn vừa có thể đạt được chúng, vừa cảm thấy thỏa mãn. Đặt mục tiêu hợp lý vừa cho phép bạn tập trung vào những điều cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó giúp bạn sắp xếp tất cả công cụ bạn cần để hoàn thành mục tiêu của mình. Và các bạn ạ, một trong những phần tuyệt vời nhất của việc hoàn thành và đặt mục tiêu thành công đó là cảm giác tự tin khi bạn hoàn thành mục tiêu, đúng không nào? Các bạn có thể thấy, việc đặt mục tiêu là điều rất quan trọng, nhưng hoàn thành nó còn quan trọng hơn gấp bội. Trong khuôn khổ của video này thì mình không thể nói rõ ràng và cụ thể được. Bí quyết thành công cũng đã làm một video về cách đặt mục tiêu và chinh phục nó một cách dễ dàng. Đây cũng chính là video tâm huyết của bí quyết thành công. Mình sẽ ghim ở phía bên dưới bình luận. Xin mời các bạn cùng đón xem. Các bạn thân mến, cùng một công việc phải làm thì bạn muốn bị ép buộc phải làm hay được khích lệ để làm? Chắc chắn là chúng ta ai cũng muốn được khích lệ động viên, đúng không nào?
và bạn thử nghĩ xem việc khích lệ hay thuyết phục một người khác là đơn giản hay khó khăn. Hãy cùng lắng nghe tiếp câu chuyện thứ hai của người Do Thái, đó chính là câu chuyện về tư tưởng trái ngược. Chuyện về Gary Starker là một ông lão mang dòng máu của người Do Thái. Sau khi nghỉ hưu, ông đã mua một ngôi nhà đơn sơ ở gần một trường học. Thời gian đầu sống tại ngôi nhà đó, ông thấy rất yên tĩnh. Nhưng không lâu sau, có ba chàng trai bắt đầu đến chơi ở gần đó và đá vào thùng rác, làm ồn ào ầm ĩ. Ông lão không chịu nổi những tiếng ồn ào, đã ra nói chuyện với những chàng trai đó. Ông nói, các cháu chơi thật vui vẻ, ta rất thích nhìn các cháu chơi vui vẻ như vậy. Nếu mỗi ngày các cháu đều đến đây đá cái thùng rác đó, ta sẽ đồng ý cho các cháu mỗi người 10 đồng tiền. Các cháu có đồng ý không? Ba chàng trai vô cùng thích thú và vui mừng. Và các bạn có đoán ra những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Ba chàng trai vì vui mừng mà càng dốc sức biểu diễn công phu của bản thân. Thật không ngờ rằng, ba ngày sau, ông lão buồn rầu nói với ba chàng trai rằng, sự lạm phát của tiền đã làm giảm thu nhập của ta. Từ ngày mai trở đi, ta chỉ có thể cho các cháu mỗi người 5 đồng mà thôi. Ba chàng trai sau khi nghe được tin này đều không vui lắm, nhưng họ vẫn chấp nhận điều kiện của ông lão. Mỗi ngày, họ vẫn tiếp tục đá cái thùng rác đó. Một tuần sau, ông lão lại nói với họ, gần đây ta chưa nhận được tiền trợ cấp dưỡng lão, xin lỗi các cháu, ta chỉ có thể cho các cháu mỗi người 2 đồng mà thôi. Và một trong số các chàng trai đã xanh mặt nói với vẻ tức giận, 2 đồng ư? Chúng cháu sẽ vì 2 đồng ít ỏi đó mà ở đây lãng phí thời gian quý báu của mình để biểu diễn ư? Chúng cháu không làm nữa, tạm biệt ông. Và từ đó trở đi, ông lão lại sống trong những ngày tháng yên bình các bạn ạ. Và qua câu chuyện ngụ ngôn kể trên, chúng ta có thể rút ra được bài học rằng, với những người trẻ tuổi, những mệnh lệnh có tính chất ép buộc chỉ càng khiến họ thay đổi theo hướng hoàn toàn đối lập. Lợi dụng tư tưởng ngược lại thay vì ép buộc, hãy khích lệ họ thì mới có thể khiến cho những mong muốn của bản thân phát triển được. Vậy chúng ta làm cách nào để khích lệ những người khác và đặc biệt là khích lệ những người trẻ tuổi? Các bạn thân mến ạ, trong cuộc sống có rất nhiều bi quan. Cái họ cần là một cái nhìn khác về cuộc sống. Mà hiện thực thì vốn rất phũ phàng. Nếu ngay cả những người ở bên cạnh họ cũng chê bai, chỉ trích hay ép buộc thì họ sẽ mất toàn bộ động lực. Thế giới này cần nhiều người lạc quan, khuyến khích và truyền cảm hứng hơn. Họ cần những câu nói cổ vũ như tôi tin vào bạn, hãy theo đuổi đam mê, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có kết quả tốt, tôi tin rằng bạn sẽ làm được. Ngay cả khi thất bại, bạn cũng sẽ có được những bài học. Tâm lý của con người thường rất phức tạp và dễ bị lay động. Nếu họ bị người khác ngăn cản hoặc chê bai, họ sẽ không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa. Bản thân bí quyết thành công cũng vậy. Mình thích làm việc với những người mang lại cảm giác an toàn và cổ vũ hơn. Thích được những người xung quanh nâng đỡ và động viên. Với những người luôn dành lời khuyến khích cho người khác, bí quyết thành công sẽ luôn đặt họ ở một vị trí đặc biệt, không chỉ là cảm kích mà còn rất tôn trọng. Điểm cốt lõi của nghệ thuật thuyết phục chính là nghệ thuật khích lệ người khác. Mỗi hành động của con người đều có động cơ vì một thứ gì đó. Công việc của bạn chính là tìm ra thứ là động lực để thúc đẩy người khác làm việc và sau đó hãy tìm cách cho họ những thứ đó. Con người chúng ta thường có hai động lực chính, niềm khát khao giành được thứ gì đó và nỗi lo sợ bị mất thứ gì đó. Và bí quyết thành công xin được chia sẻ về niềm khát khao. Với niềm khát khao giành được thứ gì đó sẽ thúc đẩy con người ta mong muốn có được nhiều hơn thứ họ có trong cuộc sống. Và họ sẽ muốn nhiều tiền hơn, được tôn trọng hơn, được yêu nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Và mình xin được lấy dẫn chứng về Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower. Ông đã từng nói, thuyết phục là nghệ thuật khiến cho mọi người làm thứ họ muốn làm và thích việc đó. Các bạn cần phải luôn luôn suy nghĩ về cách thức bạn có thể khiến người khác làm bất cứ thứ gì bạn cần họ làm để đạt được các mục tiêu của bạn. Bất cứ khi nào bạn có thể chỉ cho người khác thấy rằng họ có thể tránh được sự mất mát bằng cách làm thứ họ muốn làm, bạn có thể gây ảnh hưởng tới họ, họ sẽ làm điều bạn muốn. Nghệ thuật thuyết phục đỉnh cao nhất là khi bạn có thể chỉ cho người kia thấy rằng nếu thực hiện điều này, họ sẽ vừa giành được thứ gì đó và vừa tránh được tổn thất. Và câu chuyện thứ ba mà bí quyết thành công muốn kể với các bạn, đó chính là câu chuyện về cô gái thông minh. Trong ngôi làng nọ của người Do Thái, một người nông dân do hoàn cảnh khó khăn đã mắc nợ món tiền lớn của tên trưởng già trong làng.
tên trưởng giả rất già và xấu xí lại luôn mơ tưởng về cô con gái trẻ đẹp của người nông dân kia. Vì vậy, hắn đề nghị một cuộc trao đổi. Hắn nói rằng sẽ sẵn sàng từ bỏ khoản nợ kia nếu cưới được cô con gái. Hắn sẽ đặt một viên sỏi màu đen và một viên sỏi màu trắng vào một túi tiền rỗng. Sau đó, cô gái sẽ phải chọn một viên sỏi. Có 3 trường hợp xảy ra. Nếu cô chọn viên sỏi màu đen, cô sẽ trở thành vợ hắn và nợ của cha cô sẽ được xóa hết. Nếu cô chọn phải viên sỏi màu trắng, cô không cần phải kết hôn với hắn và nợ của cha cô vẫn sẽ được xóa hết. Và nếu cô từ chối chọn một trong 2 viên sỏi, cha cô sẽ bị ném vào tù. Khi đó, họ đang đứng trên một con đường dài đầy sỏi cạnh khu vườn của người nông dân. Khi nói chuyện, tên trưởng giả cúi xuống nhặt 2 viên sỏi. Và cô gái tinh mắt nhận thấy hắn ta đã bỏ vào túi cả 2 viên sỏi màu đen. Sau đó, hắn yêu cầu cô gái chọn một viên từ chiếc túi này. Đứng trước lựa chọn khó khăn đó, cô gái Do Thái đã tìm ra cách xử lý tuyệt vời để cứu cha mình, vừa tự cứu bản thân mình khỏi tên trưởng giả xảo quyệt. Các bạn có biết cô gái đó đã làm như thế nào không? Và đây là cách mà cô ấy đã làm. Cô đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn dài đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn giữa vô số các viên sỏi khác. Cô nói, ôi làm thế nào bây giờ, tôi vụng về quá. Nhưng không sao, nếu ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi mà tôi đã chọn. Và tất nhiên, viên sỏi còn lại là màu đen. Và như vậy, mặc nhiên viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng. Và khi đó, tên trưởng giả đã không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa. Cô gái rất thông minh và linh hoạt xoay chuyển tình huống éo le, biến nó thành lợi thế của mình. Các bạn ạ, qua câu chuyện trên có thể cho thấy chúng ta rằng hầu hết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hay công việc hàng ngày đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản. Đó chính là chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận mà thôi. Các bạn ơi, với 3 câu chuyện ở trên của những người Do Thái, bí quyết thành công mong rằng nó sẽ giúp ích cho việc kinh doanh và làm giàu của các bạn thông qua những bài học sâu sắc được rút ra từ những câu chuyện ở trên. Hãy cùng chúng mình điểm lại xem những bài học đó là gì nhé. 1. Mục tiêu là quan trọng nhất. 2. Với những người trẻ tuổi, những mệnh lệnh có tính chất ép buộc chỉ càng khiến họ thay đổi theo hướng hoàn toàn đối lập. 3. Các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hay công việc hàng ngày đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy những video của Bí Quyết Thành Công hay và hữu ích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh và bấm chuông để khi Bí Quyết Thành Công ra video thì bạn sẽ là người xem đầu tiên nhé. Và đừng quên rằng hãy chia sẻ video này tới nhiều người để lan tỏa tri thức. Và biết đâu đấy, bạn sẽ khiến cuộc sống của ai đó trở nên tốt đẹp hơn thì sao?